À, chào bạn. Bạn bao giờ bạn nghe tới cái tên bánh hay là kẹo cu đơ bao giờ chưa? Hello, xin chào các đầu gấu và xin chào các con vợ nhé. Chào tất cả anh em, các đầu gấu, các con vợ nhé. Chào các bạn. Mình đang đi đảo một vòng quanh cái công viên nhỏ để kiếm một cái view thật đẹp, để chuẩn bị khui hộp một món ăn có thể là rất xa lạ và cũng có thể là không xa lạ với rất nhiều bạn. Ok. Ten 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 ten. Các bạn thấy gì không ạ? Đúng rồi, đây là sản phẩm kẹo cu đơ, một đặc sản của đất Hà Tĩnh. Các bạn từng ăn chưa? Nếu chưa ăn thì mình sẽ khui hộp ăn thử cho các bạn coi ha. Sản phẩm có bán trên Shopee, Lazada, các bạn tìm mua nha. Hiện tại mình đã tìm được một cái view đẹp ở phía bên kia. Và bây giờ mình sẽ đi khui hộp cho các bạn coi ha. Tại sao chúng ta có thể gọi đây là một cái view đẹp? Thực tế ra thì nó cũng không đẹp đâu các bạn. Nhưng mà ở đây có một cái ghế ngồi đủ cái khoảng không gian để cho mình review món ăn cho các bạn ha. Bây giờ không nói nhiều nữa, mình sẽ bắt đầu đi review từ bên ngoài vào tới bên trong và mình sẽ ăn thử cho các bạn coi ha. Thì đầu tiên mình giải thích cho các bạn là kẹo cu đơ là gì. Thì kẹo cu đơ thực tế ra thì mình cũng không biết nó là cái gì nữa. Nhưng mà theo như truyền thuyết ông bà kể lại thì kẹo cu đơ đó là xuất phát, nó bắt nguồn từ một cái trường thiếu sinh quân từ thời Pháp thuộc. Có một ông già tên Hai, ổng chuyên nấu kẹo đậu phộng với mạch nha, mật mía, đường. Ổng đổ lên cái lá chuối. Sau đó thì học sinh trong trường thiếu sinh quân á, người ta đi ăn. Rồi cái người ta cứ kêu theo, người ta gọi ổng tên tiếng Pháp dần ông Hai, tức là ông Đơ. Mà ở vùng quê thì hay gọi là cu hai, cu hai, thì viết người ta đổi thành cu đơ, và cái tên cu đơ bắt nguồn từ đó. Thì nó là một đặc sản bắt nguồn từ đất Hà Tĩnh. Thì mình cũng không dài dòng nữa, mình là người con của đất Hà Tĩnh, tại vì mình là lên clip để mình nói cho các bạn nó dễ hiểu. Nhưng mà thực tế ra mình xin lỗi các bạn một câu địa phương mà tụi tôi vẫn giữ, đó là đi mố thì cũng phải nhờ ve Hà Tĩnh. Ok, đó thì tôi nói các bạn như vậy, giới thiệu sơ qua cho các bạn như vậy ha. Thì cái sản phẩm của chúng ta bên ngoài hộp á, thì nó sẽ có một cái hộp cũng khá là bắt mắt. Nó bằng bằng gì ta, bằng nhựa cứng. Nhựa cứng giống như là meca, không phải, cũng không phải meca luôn, bằng nhựa dày thôi. Nhựa dày cứng, có hình tròn, trụ, nắp trên, nắp dưới đều bằng nhựa cứng luôn, có các tem nhãn. Cái sản phẩm mình mua đây là kẹo cu đơ Thành Đạt, có địa chỉ là Nam Cầu Phủ, thành phố Hà Tĩnh. Rất nhiều sản phẩm nha các bạn, nhưng mà mình mua được sản phẩm của cái cơ sở này thôi. Nhưng mà thực tế nghe nói ở Hà Tĩnh là rất nhiều sản phẩm nha. Bây giờ không nói dài dòng nữa, mình sẽ khui ra cho các bạn coi. Tí nữa đây thì mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn coi ha. Mình sẽ lột cái vỏ ra. Đây là cái tem bằng giấy nè, sẽ bỏ qua một bên. Nắp hộp, đây mới chính là sản phẩm của chúng ta. Vỏ hộp, đây mới chính là sản phẩm của chúng ta ha. Đây, bên trong chúng ta có, đây là kẹo cu đơ này các bạn. Bên trong chúng ta có 2, 4, 5 cái như vậy nè các bạn. 5 cái được xếp lớp, xếp chồng lên nhau ha. Đó, thấy chưa, bạn thấy chưa? Rồi, đây là cái bìa vỏ tem nhãn ha. Thành phần nguyên liệu chính của kẹo cu đơ bao gồm là lạc, tức là đậu phộng đó, mật mía cộng với đường trắng, mạch nha cộng với bánh tráng, gừng, hương vani, vừng.
Và dưới này người ta khuyến cáo là chè xanh thêm chút gừng cay. U đơ Hà Tĩnh làm say lòng người, tức là uống nước chè xanh đó, nước trà xanh đó các bạn, sẽ rất là ngon. Không, ăn kẹo cu đơ uống thêm với nước trà xanh sẽ rất là ngon. Ok, nhớ các bạn nhớ nghe, cu đơ chứ không phải là cu đơ. Giờ đây trên tay mình là một chồng 5 cái kẹo cu đơ, bánh cu đơ cũng được ha. Là mình mua trên Shopee được ship về với giá là 70.000 một hộp 5 cái. 70.000 một hộp 5 cái nha các bạn. Đây, mình cho các bạn quay cận cảnh lại cho các bạn coi ha. Thì bây giờ mình sẽ cất 4 cái còn lại đi, mình chỉ review một cái cho các bạn thấy, để các bạn thấy thành phần bên trong của nó là như thế nào. Nãy mình nói với các bạn rồi đó, trên thành phần bìa vỏ mình nói sơ qua, bây giờ mình sẽ trải nghiệm thực tế nè. Mình sẽ bẻ nó ra làm đôi. Đó, các bạn thấy đậu phộng không ạ? Nè, đậu phộng rõ ràng, để mình lấy nét cho các bạn coi ha. Ok, rồi phía ngoài là cái này là gọi là bánh tráng, ở ngoài Bắc á, thì gọi là bánh đa nè, bánh tráng nè. Đó, phía trong thì có đậu phộng và đường mạch nha gì đó. Đây mình lấy nét cho các bạn coi. Đây ha, khá là thơm các bạn, rất là thơm nha, tại vì có hương mạch nha, hương vani. Thì không biết các bạn có thấy rõ không, thành phần của nó ở phía trong đây là gồm không phải là chỉ riêng đường với đậu, riêng bánh tráng với đậu phộng đâu nghe, nó còn có cả mật mía rồi đường rồi mạch nha đồ tùm lum giống á. Đây à, thấy không, đó mình quay cận cảnh cho các bạn coi. Thì các bạn cũng hình dung được sơ qua là kẹo cu đơ nó như thế nào rồi. Mình sẽ lấy một cái nguyên ra cho các bạn coi lần nữa nghe, là hình dáng của cái kẹo cu đơ nó như thế nào nghe. Đây, trước đây mình từng về quê mình mua vô mình gửi cho bạn bè ăn, thì được rất nhiều bạn bè tất cả các vùng miền như Bắc, Trung, Nam, các vùng miền khác ngoài Hà Tĩnh ra, người ta khen rất là ngon nha. Nhiều người lúc mình về quê nhiều người gửi mua, nhưng mà mình không có điều kiện để mình đem vô được, tại vì hành lý mình đem đi nhiều quá. Bây giờ mình sẽ ăn trải nghiệm thử cho các bạn coi ha. Đầu tiên mình sẽ ăn miếng bánh tráng nè. Bánh tráng ha. Bẻ một miếng bánh tráng bên ngoài ăn trước nè. Ha. Mình lấy nét cho. Đó, nè. Cái bánh tráng á thì có vị hơi mặn mặn, nhưng mà không mặn lắm nghe, mặn vừa vừa, nói chung là hơi dịu dịu một chút xíu thôi, mình cảm thấy là vừa ăn, không phải là mặn chát, mà cũng không phải, kể cả mặn bình thường cũng không phải nữa, cái này mặn dịu, rất là nhẹ ha, rất là nhẹ, một chỉ một chút xíu muối thôi. Rồi ha, giờ mình sẽ ăn một miếng đậu phộng nè. Ăn một miếng đậu phộng nè, ăn hột đậu phộng thôi. Đậu phộng rất là béo nha. Đậu phộng này là một loại đậu phộng đặc biệt trồng ở vùng quê, cho nên là nó béo chứ không phải như đậu phộng ngoài chợ. Đậu phộng này rất béo, rất bùi, rất ngon, rất là thơm, chứ không phải như đậu phộng mà bán ở ngoài chợ ở thành phố nha. Đậu phộng đó là loại đậu phộng bình thường, hột nó bự, còn đậu phộng này là hột nó nhỏ xíu, rất là nhỏ, nhưng mà ăn béo bùi ngọt ha. Còn bây giờ mình ăn một miếng đậu phộng có nguyên đường nè. Đậu phộng có miếng đường nè. Cái vị béo, vị bùi của đậu phộng mà vị ngọt của đường mật mía. Các bạn biết mật mía không? Nếu như người miền Trung mình sẽ biết mật mía, nhưng mà người dùng miền khác thì chắc chắn là sẽ khó biết được mật mía là cái gì. Đó là mình chỉ ăn thử cho các bạn coi thôi, thực tế ra cách ăn của nó thế nào. Thì thực tế ra cách ăn
thì không phải như các bạn nghĩ đâu. Nó là phải vậy ha, nguyên miếng vậy nè. Ăn hết nguyên một miếng, mình cắn ngang bao gồm bánh tráng luôn, bạn thấy cảm nhận được là vị ngọt của mật mía, vị thơm của vani và cái vị béo của đậu phộng, béo bùi của đậu phộng hòa quyện với cái miếng bánh tráng giòn tan mà hơi mặn mặn. Cái hương vị, cái cảm giác rất là khó tả mà. Tức là nó ngon mà ngon tới nỗi rất là khó tả. Lâu lắm rồi mình mới được cảm giác nếm những cái gì hương vị của quê hương. Mặc dù cái này mình không có trực tiếp về mua, mình mua qua Shopee, nhưng mà thực tế là mình rất hài lòng. Trong này nó có vị gừng cay nóng, cay cay nhẹ, nóng nhẹ mà thơm nữa. Ngon quá mấy bạn ơi, rất là ngon. Này mà có nước chè nữa thì nước hay còn gọi là trà xanh á, ở trong đây gọi là trà xanh hoặc nước trà bình thường cũng được. Đúng rồi, hôm nay mình thiếu cái đó, rất tiếc là mình quên làm clip mà mình quên những cái đó. Cái này kẹo cu đơ kết hợp với nước trà hoặc nước trà xanh thì thật là tuyệt vời, rất là ngon các bạn. Thì hôm nay tôi nhờ bạn tôi nấu review dùng ha, để cho thiệt khách quan. À, chào bạn, bạn bao giờ bạn nghe tới cái tên bánh hay là kẹo cu đơ bao giờ chưa? Hello, xin chào các đầu gấu và xin chào các con vợ nhá. Chào tất cả anh em, các đầu gấu, các con vợ nhá. Hôm nay là có thằng bạn thì nó vượt 45 cây số lên cho mình bánh cu lơ, mà mình ăn vào không biết có bị lơ cu hay không. Vậy loành. Cái vấn đề là thời gian thôi. Thế bây giờ mình sẽ ăn thử cho bạn xem nhá. Ngon đấy, ngon lắm các cháu ạ. Tôi may là cũng là 27 là bánh chưng rồi mà cũng thấy là món này thật là tuyệt vời ấy. Nhưng có điều là bánh tráng để hơi dai nhá. Sao thì bánh tráng lại giòn giòn chút. Sao giống bà Tân Vlog đốt cái nhà cháy to khổng lồ à? Chưa có khổng lồ. À, đốt cái nhà cháy siêu to khổng lồ bố già đó. Bánh tráng hơi mềm nhá. Bánh tráng hơi mềm, ok. Này tại mình bảo quản thôi chứ không phải tại nhà sản xuất bạn ơi. Ngon không? Ngon lắm, ngọt nước lắm. Bạn thấy thành phần của nó bao gồm những cái gì? Mình nghĩ là có đường. Và bánh tráng. Có mè. Có lạt. Quan trọng là lạt thơm. Ok. Đậu phộng bạn ơi. Lạt. Đừng lạt nữa. Ngon đấy. Nhưng mà mình mà chém cái này là chết mình luôn đấy. Bạn ăn chung với mình chứ. Để mình mà nhai cái này là chết mình đấy. Không, mình mời bạn review thử thôi chứ mình đâu có mời bạn ăn hết đâu. Vậy hả? Ăn còn dư nhiêu mình đem mình gom đưa về hết á. Mình là rất là thiệt tình á. Bánh tráng mà nếu mà giòn chứ rất là ngon. Bánh tráng này hơi mềm. Chắc tại vì bạn mình trong quá trình chạy xe thì hơi lâu, để ngoài gió hơi nhiều cho nên là bánh tráng hơi bị mềm chút. Ăn cũng tạm ổn. Ok, hiện tại là mình đã hoàn thành cái màn trên tay và đánh giá nhanh cái sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh kẹo cu đơ. Và nếu ai quan tâm tới sản phẩm thì vui lòng kéo xuống bên dưới, mình có để cái link mua bán ở bên phần mô tả. Các bạn tìm tới đó và mua để cảm nhận ha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe, chia sẻ cho kênh YouTube của mình. Và mình xin gửi tới những anh em bạn bè quê hương làm ăn xa xứ một câu, đó là đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông Lam và đừng quên nhớ kèo cú đơ.